Ở bài học trước thì các bạn đã có được hai hàm. Hàm thứ nhất là nhập liệu và trả về số lượng. Còn hàm thứ hai là in kết quả ra ngoài màn hình. Hãy xem lại toàn bộ đoạn code của chúng ta nhé. Và hàm in ra như sau. Nhưng khi chúng ta chạy chương trình thì nó hoàn toàn không hiện ra gì cả. Lý do là vì chúng ta chưa có gọi hàm mà. Vậy gọi hàm chính là cách để JavaScript thực thi một hàm. Thế thì làm thế nào đây? Và câu trả lời khá là đơn giản. Để gọi một hàm, bạn đơn giản chỉ ghi tên hàm đó và thêm dấu mở và đóng ngoặc. Nếu hàm đó có đối số truyền vào, ví dụ như là hàm in của chúng ta, thì ta sẽ truyền đối số vào giữa dấu ngoặc, mỗi đối số cách nhau bằng dấu phẩy nhé các bạn. Ví dụ ngay cho dễ hiểu nào. Hàm nhập số lượng của chúng ta không hề có đối số. Vậy đơn giản, chỉ cần ghi là ta có hàm nhập rồi, vì hàm này đâu có đối số gì đâu. Ok, chạy thử nào. Nó hiện ra hộp thoại rồi nè. Thử nhập giá trị vào nào. Nó không hiện ra gì cả. Tại sao vậy nhỉ? Đơn giản quá mà. Vì chúng ta có chỗ nào để giữ giá trị nhập vào đâu. Vậy thì đơn giản là khai báo một biến để giữ số lượng vịt mà thôi. Nhưng bằng cách nào đây? Bạn nhớ hàm nhập số lượng có chữ return không? Theo sau nó là số lượng vịt đã nhập đó các bạn. Và để giữ giá trị này, ta chỉ cần đơn giản là khai báo một biến và gán kết quả của hàm vào biến đó mà thôi. Đây là đoạn code khai báo biến mới và gán kết quả vào. Vậy là ta có biến để giữ số lượng vịt rồi. Bây giờ bạn mới thấy sức mạnh của nó nè. Nếu chúng ta kiểm tra biến số lượng vịt là NaN thì ta sẽ bắt nhập lại đúng không nào? Quá dễ. Hãy kiểm tra biến số lượng vịt nào. Đây chính là đoạn mã kiểm tra. Nếu điều kiện thỏa, tức là nhân viên nhập chưa đúng nên giá trị nhập không phải là số, lúc này ta sẽ bắt nhập lại. Mà việc nhập số lượng thì thực hiện thế nào các bạn nhỉ? Gọi hàm nhập số lượng vịt là được rồi đúng không? Và ta có đoạn mã sau. Wow, bạn thấy không? Chúng ta chỉ cần gọi lại hàm là nó sẽ bắt nhập lại liền. Cốt nhìn ngắn gọn hơn rất nhiều so với đám rừng lúc chưa viết hàm đúng không nào? Quá tuyệt vời. Giờ là lúc chạy thử nè. Bắt đầu nhập. Thử nhập sai coi sao. Nó hiện ra nữa nè. Giờ nhập đúng coi xem thế nào. Wow, nó biến mất rồi. Tất nhiên là biến mất rồi, vì ta chưa gọi hàm in kết quả mà. Ok, hay gọi hàm in thôi. Ố chà, bạn thấy đoạn code có gì không ổn không? Hàm khai báo có đối số là số lượng, mà khi ta gọi ở đây lại không truyền gì cả. Ta phải truyền số lượng vịt vào để in chứ. Vậy ta viết lại đoạn mã như sau. Ngon, thử chạy lại ứng dụng xem nào. Hay quá, nhập sai sẽ bắt nhập lại. Nếu nhập đúng thì ta thấy nó in ra kết quả luôn. Đoạn code bây giờ nhìn ngắn gọn quá. Bây giờ thì chương trình đáp ứng đúng yêu cầu của chúng ta rồi. Quá hay. Bạn thấy là hàm in kết quả không có kết quả trở về đúng không? Nên ta không gán kết quả của nó cho giá trị gì hết. Như vậy, qua bài học này, bạn đã biết cách gọi hàm rồi. Hơn nữa, bạn còn biết cách truyền đối số và nhận kết quả trở về. Vậy là kiến thức JavaScript của bạn đã lên một tầm cao mới rồi nha. Xin chúc mừng các bạn đã đạt được thành quả nhờ sự nỗ lực, kiên trì cho tới giờ này. Các bạn nhớ là đừng quên hoàn thành các bài tập nhé. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo để cùng nhau khai thác thêm một số thành phần của hàm mà nhờ nó chúng ta có thể hiểu thêm về cách mà một hàm hoạt động. Giờ thì thân ái và quý thính giả.